Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ dẫn cái kết kỳ Flosu phiên bản mới nhất là phiên bản V35 để các bạn có thể hack được game Roblox nhá. Rất nhiều bạn hỏi mình là làm sao để kết kỳ được cái Flosu này. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cách để kết kỳ luôn. Cái Flosu này thì mỗi một ngày các bạn cần phải kết kỳ một lần và mỗi một máy nó sẽ có một cái kỳ khác nhau nhá. Các bạn không thể dùng chung cái kỳ được và mình cũng không thể kết kỳ cho các bạn được. Đó, cái kỳ của mình kết kỳ xong mình chia sẻ các bạn cũng không thể sử dụng được đâu. Bắt buộc các bạn phải tự vào các bạn lấy kỳ. Đó, thì sau khi các bạn tải xong, các bạn đăng nhập thì nó sẽ được một cái giao diện như này. Nếu như bạn nào mà chưa có Flosu thì các bạn sẽ bấm vào phần mô tả nhé. Link tải thì mình sẽ để ở trong phần mô tả của video. Các bạn bấm vào phần mô tả để các bạn tải cái phiên bản mới nhất. Sau đó thì các bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản của bạn vào thì nó sẽ được một cái giao diện như này. Tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào chữ get key cho mình. Đó, bấm vào chữ get key nhá. Bấm vào chữ get key này. Sau đó thì các bạn sẽ đóng cho mình game đi, đóng cho mình cái game này đi nhá. Và các bạn sẽ vào cho mình cái cửa hàng Google Chrome. Đó, vào cho mình Google Chrome. Sau đó thì các bạn sẽ dán cái link vào và các bạn sẽ làm theo cái hướng dẫn, cái yêu cầu của cái link này thôi. Rất là đơn giản vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ dán cái key vào đây nhá. Đó, mình dán cái link vào đây. Các bạn dán vào và các bạn sẽ bấm OK để các bạn mở sang cái bước tiếp theo của nó. Ở cái bước này nó rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần đợi cho mình khoảng 10 giây. Các bạn nhìn đâu? Nó sẽ yêu cầu các bạn đợi 10 giây và nó sẽ tự động mở sang cái bước tiếp theo. Thì cái bước này các bạn sẽ không cần phải làm cái gì cả. Đó, các bạn đợi cho mình đủ 10 giây thì nó sẽ tự động chuyển hướng nhá. Các bạn thấy không? Nó sẽ chuyển sang một cái bước tiếp theo. Đó, các bạn để ý như này này, nó là bước 2.1 này. Cái get key Flosu này nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì các bạn chịu khó để ý cái bước của nó là ở trên đây này, nó trên là 2.1 này. Thì khi nào mà các bạn làm xong thì nó sẽ hiện key. Ở bước tiếp theo thì các bạn sẽ kéo xuống nhá. Các bạn sẽ bấm vào chữ Free with Address cho mình. Đó, các bạn bấm vào đây. Và tiếp theo thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải bấm vào cái nút màu vàng này. Các bạn sẽ bấm vào nút màu vàng này cho mình. Thì cái số 1 này nó sẽ được tích V. Và các bạn sẽ tiếp tục bấm vào nút màu vàng để nó tích V sang số 2. Đó, và khi mà các bạn bấm vào cái nút màu vàng này thì ngay lập tức nó sẽ mở sang một cái trang khác. Thì các bạn sẽ đóng cái trang nó đi và các bạn mở lại cái trang này cho mình. Bây giờ mình sẽ làm cho anh em xem nhé. Mình bấm vào đây này, nó mở sang này, mình tích vào đi luôn. Đó, thì cái bước thứ hai này nó sẽ được load này. Đó, nó sẽ load. Cái bước này nó sẽ load trong vòng khoảng 30 giây đến 1 phút, cũng tùy vào thời điểm nhá và tùy vào cái tốc độ mạng của bạn. Mạng của bạn mà nhanh thì nó load cái bước này rất là nhanh, còn mạng mà các bạn chậm thì bước này nó sẽ load rất là lâu, nó cũng dao động tầm khoảng 30 giây cho đến 1 phút thì nó sẽ mở sang cái bước thứ ba. Đó, sau khi xong bước thứ ba thì các bạn sẽ làm tương tự như cái bước đầu tiên thôi. Nó chỉ lặp đi lặp lại nó khoảng 5 6 lần tùy nhá. Có thể lúc là 6 7 lần, có thể là 10 lần. Thì các bạn chịu khó các bạn vượt key. Nói chung là get key cái Flosu này thì nó cũng hơi lằng nhằng một chút và nó cũng hơi mất thời gian một chút. Nó sẽ mất tầm khoảng 5 đến 6 phút của các bạn. Thì các bạn cố gắng vượt link vượt key để các bạn sử dụng nhá. Cái Flosu này mình không phải làm ra nhá, mình không làm ra được cái Flosu này. Mình cũng như các bạn, mình là người sử dụng, mình chỉ là người đi chia sẻ lại thôi. Cho nên là mình cũng không làm thay đổi được cái key này đâu và mình cũng không có key đâu. Bắt buộc mình cũng phải get key như các bạn này, sau đó thì mình mới sử dụng được. Ok, thì sau khi mà nó tích V như này thì các bạn sẽ bấm vào get website cho mình. Đó, bấm vào get website thì nó sẽ ngay lập tức nó mở sang một cái bước tiếp theo. Đó, ngay lập tức nó sẽ mở sang cái bước tiếp theo nhá. Còn đấy không, nó sẽ quay về cái bước ban đầu là bước thứ nhất này. Đó, và ở cái bước này thì các bạn sẽ không cần phải làm bất cứ một cái gì cả, nó sẽ tự động chuyển sang một cái bước tiếp theo. Đó, còn đấy không, nó sẽ chuyển sang cái bước này này. Các bạn ở nhìn ở trên này này, nó sẽ tự động chuyển sang cái bước như cái bước thứ hai. Thì các bạn sẽ tiếp tục kéo xuống cho mình, kéo xuống cho mình nhá, kéo xuống cho mình và các bạn sẽ bấm vào chữ free up with ads cho mình. Đó, và ở bước này thì mình sẽ làm tương tự như cái bước thứ hai mình vừa làm. Đầu tiên thì mình sẽ bấm vào nút màu vàng này để cho nó load ở cái số 1 này. Đó, sau khi nó tích V ở số 1 thì mình tiếp tục bấm vào màu vàng này để cho nó tích V ở số 2. Đó, thì trong quá trình các bạn bấm thì các bạn sẽ x bỏ luôn đi. Đó, x bỏ đi luôn nhá. Tại vì nó nhảy sang một cái hướng khác thì mình sẽ x bỏ luôn và mình sẽ đợi. Đó, mình sẽ tiếp tục mình đợi cho nó khi nào nó load đến cái số 2. Đó, chủ yếu là nó mất thời gian ở cái số 2 này thôi. Còn khi mà các bạn đã lên xong số 2 này, các bạn lên số 3 thì nó rất là nhanh. Hoặc là nó sang cái bước khác thì nó cũng rất là nhanh. Chủ yếu là nó mất thời gian ở cái bước này. Thì các bạn chịu khó nhé. Cái bước này là bước bắt buộc. Các bạn không thể thay đổi được đâu. Các bạn không làm cách nào để các bạn edit được cái key của cái Flosu này đâu. Bắt buộc các bạn phải làm từng bước một. Các bạn để ý cho mình là nó có từng tab ở trên này này. Đó, nếu như mà các bạn bị lỗi ở cái bước này thì các bạn có thể quay trở lại cái bước này. Các bạn làm từ bước này. Đó, nó cũng rút ngắn được cái thời gian của các bạn nếu như mà các bạn bị lỗi. Đó, còn hơn là các bạn phải làm lại từ đầu
thì mình khuyên các bạn là các bạn đừng có đóng những cái tab này vội nhá. Các bạn cứ để cho mình những cái tab này để ở cái chế độ là mở nhá. Đó, mở những cái tab này. Sau đó thì các bạn cứ lượt get key, các bạn cứ làm bình thường thôi. Nếu như trong quá trình các bạn chơi, các bạn sử dụng, các bạn get key nó bị lỗi thì các bạn chỉ cần bấm lại vào cái tab này thôi. Các bạn vượt lại là sẽ được. Đó, bây giờ nó tích V sang mục thứ ba thì mình tiếp tục mình bấm vào chữ get website. Đó, thì nó sẽ quay lại cái bước như bước đầu tiên. Các bạn thấy không? Nó sẽ quay lại cái bước đầu tiên nhá. Nó cứ lặp đi lặp lại như thế thôi. Và cái bước này thì các bạn sẽ tiếp tục đợi, nó sẽ không cần phải làm bất cứ một gì cả, nó sẽ tự động chuyển hướng. Đó, bây giờ nó chuyển sang cái bước như cái bước thứ hai này, các bạn thấy không? Thì cái bước này cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần làm tương tự như bước vừa nãy, các bạn sẽ bấm vào Forget with Address Domain. Đó, và bây giờ thì các bạn sẽ làm. Nói chung là nó chỉ mất khoảng 4 đến 5 lần thôi. Mình làm lần này là lần thứ ba rồi. Thì chỉ cần khoảng 1-2 lần nữa thôi là mình sẽ get key thành công. Nó chỉ mất một thời gian, một chút thời gian của mình thôi, chứ mình cũng không mất tiền, không có gì cả. Cho nên là các bạn chịu khó nhá, các bạn chịu khó các bạn get key thì các bạn có thể sử dụng được cái phiên bản này. Ok, và bước này thì mình tiếp tục mình làm nhá. Bây giờ thì mình sẽ xin phép mình tua đi nhá, mình tua cái bước này đi. Tại vì là làm đến cái tầm này là các bạn sẽ chắc chắn là các bạn sẽ hiểu cái quy luật của nó rồi. Cái quy luật của nó chỉ là lặp đi lặp lại khoảng 5-6 lần như thế thôi. Nó cũng không có gì đổi mới cả. Nên là mình sẽ xin phép mình tua đi để cho cái video của mình nó rút ngắn được thời gian nhé. Và khi nào get key xong thì mình sẽ tiếp tục mình hướng dẫn cách để sử dụng nó. Rất đơn giản như vậy thôi. Rồi ok, sau khi các bạn vượt qua một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước thì các bạn đã get key thành công nhá. Đó, khi mà các bạn get key thành công như này thì các bạn sẽ không cần phải làm bất cứ một gì cả. Các bạn chỉ cần vào, các bạn mở cho mình cái game Roblox lên. Đó, và các bạn sẽ vào cái Blockfoot thì mặc định nó sẽ tự động exit cái Frosu. Các bạn bước tiếp theo thì các bạn chỉ cần dán cái script vào là các bạn có thể sử dụng được cái phiên bản này thôi. Bây giờ thì mình sẽ vào lại cho anh em xem. Đó, nói chung là nó cũng mất được khoảng tầm khoảng 10 phút nhé, cũng đâu đó tầm khoảng 10 phút. Nếu như mà mình không làm video ạ thì mình sẽ get key nhanh hơn, còn mình làm video ạ thì mình sẽ mất tầm khoảng 10 phút, tại vì mình vừa phải nói vừa phải làm chậm để cho các bạn hiểu. Còn nếu như mà mình không làm video thì mình sẽ làm rất là nhanh. Đó, thì đây là cái giao diện chính của cái Frosu. Sau khi các bạn get key thành công thì các bạn sẽ bấm vào chữ XQT cho mình. Đó, thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái chức năng của nó. Các bạn muốn sử dụng nó thì các bạn bắt buộc các bạn phải dán cái server đây. Đó, dán cái script, sau đó thì các bạn sẽ bấm run vào đây thì nó sẽ mở lên cho các bạn cái menu, thì các bạn sẽ dùng được cái chức năng của menu nhá. Cái script thì mình sẽ để ở trong phần cái phần mô tả video. Các bạn muốn lấy script thì các bạn bấm vào phần mô tả thì các bạn sử dụng nó một cách bình thường nhá. Mỗi một ngày các bạn cần phải get key một lần, cho nên là các bạn bắt buộc các bạn phải biết cái get key, và các bạn cố gắng xem hết cái video của mình để các bạn get key thành công 100%. Đến bước này thì tất cả các bạn đến với cái get key thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho em xem. Một cái yêu cầu nhỏ nhoi như vậy thôi. Bây giờ thì ok, bye bye, chào mọi người.